Đây, mình phải cắt cho chó trước nhé. Mình phải cắt thôi từ phần đuôi vào trước này. Mình phải cắt thôi cẩn thận nhé. Mình cắt hơi vẹn một chút rồi đấy. Đây này, cắt cẩn thận này. Cái đoạn đầu nó cắt rất là cẩn thận nhé. Phần chân này, phần chân này uốn 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 eo nhé. Ok, vậy là mình đã cắt xong chú chó nhé. Này, các bạn nhìn này. Ok.